Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhá. Mình lại tiếp tục review cho anh em về phiên bản Tân Kiếm Hiệp Mobile ở server mới Thiên Sơn nhé anh em. Hôm nay mình sẽ làm clip mở lệnh bài boss Trương Tuyền anh em nhé. Lâu lắm rồi không mở cái lệnh bài boss Trương Tuyền này. Hôm nay mở thử ở cái app Vũ Hồn Thuẫn xem nó đam như thế nào anh em, xem có đam nổi con boss này không anh em. Anh em đang xem clip ấn cho mình xin nút like và một nút đăng ký kênh nhé anh em. Và mình bắt đầu mình mở boss đây anh em. Chỉ sợ gặp boss dữ thôi anh em ạ. Bắt hiền thì đam được, bắt giữ thì hãi. Nói chung là có bùa, anh em thấy là có ngũ độc bùa vào thì đam con boss là nhanh chết thôi anh em. Nó không sống được đâu anh em ạ. Rồi, Vũ Hồn Thuẫn đam boss cũng được chứ anh em. Gặp con boss hiền hiền là mình đam được ngon anh em ơi. Nhưng mà anh em phải có ngũ độc bùa nhé anh em. Chúng ta sẽ tắt xem là chúng ta sẽ nhặt được cái gì anh em ạ. Mình tắt hết nhặt đồ rồi. Đây là mình xem mình nhặt được cái gì không anh em. Quá hồi hộp đúng không anh em? Không biết là nhặt được cái gì. Sáng sớm dậy xúc miệng con boss xem thế nào anh em ạ. Sau đó là mới đi làm cho nó tỉnh táo. Hôm qua đập mạch lên được có 6 thôi. Má đèn quá trời. Vẫn đèn lắm anh em ạ. Nhưng mà hôm qua mình hết ấy. Hết cái chân nguyên. Lấy con ngũ độc này vào đam nữa cho nó chết nhanh. Ngũ độc này là ngũ độc bùa lấy đâu ra đam chứ trời. Nhưng mà nó cũng rút máu nhanh. Nó cũng rút máu nhanh anh em ạ. À, bật cái chân phái lên này, còn là vũ hồn này, bật chân phái lên đam to cực. Nó rút máu ghê lắm. Anh em thấy không? Anh em thấy rút máu chưa? Quá ghê đúng không anh em? Không biết là được con boss này ra siêu phẩm gì không anh em ạ? Đam từ bấy giờ mới được có 60%. Thôi bùa thôi, bùa đi. Full loại bùa luôn anh em. Xem là có bùa kháng hỏa không. Cái bùa kháng hỏa để mình đam. Vì cái con này của mình nó chơi hệ hỏa mà. Kháng lôi đây. Kháng hỏa đây. À đây rồi, có bùa kháng hỏa đây rồi. Con boss Trương Tuyền này là 40 triệu máu anh em ạ. Nên là anh em chỉ cần bùa cái ba bùa, bùa phòng thủ vật lý, kháng hỏa và cái bùa kháng tất cả. Đây nhá, để mình không hiện sát thương thì nó đam được bao nhiêu máu nhá, 20 mấy k. Nhưng mà nó sẽ không đam boss được như mấy hệ mộc. Hệ mộc thì nó đam boss sẽ nhanh hơn. Ở đây thì mình chơi theo kiểu con hệ hỏa này thì nó đam boss sẽ tù hơn đấy. Ok, mình sẽ uất ác con ngũ độc nhé anh em. Rồi anh em thấy là đồ của mình nó rớt ra đây.
không được món ấy nào luôn anh em ạ, không được món huyền viên nào luôn. Trời, sao nó lại xui vậy trời. Trời ơi, hai món thành câu kìa. Thật sự luôn anh em ạ. Má toàn thành câu. Một đống đồ nhưng mà anh em thấy toàn thành câu không này. Vãi lên. Ôi ôi, comeback của tôi sao nó lại buồn cười như này trời. Má nó chứ thật. Sáng sớm xúc miệng con boss mà nó cho ra 1, 2, 3, 4, 5, 9. Má là tận mười mấy món thành câu. À, đôi giày thành câu của Thúy Yên này. À, đôi giày thành câu của Thiên Nhẫn Đao này. Giày thành, cái dây chuyền thành câu này. Dây chuyền thành câu tiếp. Ngọc bội của Vũ Hồn Thuẫn này. Trời ơi. Là ảo ma thật chứ anh em. Quá ảo ma. Cây kích này là cây kích của bên Thiên Vương Thương à? Thiên Vương Thương anh em ạ. Hết trò à? Anh ấy hết trò hay sao? Anh cho ra đồ toàn đồ thành câu này. Rồi bán shop kiếm tiền. Rồi tiếp tục mở cái đồ phổ xem giá gì không. Rồi mời 12 cái. À, được 2 đồ phổ huyền viên, 2 đồ phổ thương lang và 6 đồ phổ thành công. Và 2 đồ phổ vận động. Tiếp tục 12 cái hồng bảo dương nhá. Biết đâu ra kim ô thạch kìa. Biết chân đơn. 2 cái huyền chân đơn. Vãi lì. Chính cái thành công. 2 huyết chân đơn và 1 huyền chân đơn. Vãi lì, ác xui vãi trưởng vãi trời. Ok, sáng sớm dậy xúc miệng đó anh em. Còn bắc củi bắc. Ok, mình xin phép là kết thúc clip ở đây. Anh em xem hết clip, bấm cho mình xin nút like và bấm đăng ký kênh nhé. Bye anh em.